sơ sẩy một tí thôi là nó sản sảy và chưa cho phép nó cắn con này. Thế thì coi như là tất cả những chiến sĩ của chú ở đây là đều coi như là dính hết, đúng không ạ? Đều dính hết. Đó. Thế thì chúng ta không thể thương là có vấn đề. Vậy thì chúng ta phải nhân danh Chúa cầu xin. Bởi chỉ có gì? Chỉ có danh của Chúa thì chúng ta cầu xin Ngài mới nhận lời. Còn danh của chúng ta thì làm sao? Danh này không có uy quyền. Cho nên chúng ta phải nhân danh Chúa mà cầu xin. Đúng không? Nếu mà chúng ta cầu xin nhân danh ta thì chúng ta thì làm sao? Chúa có nghe? Không nghe. Chúa chỉ nghe chúng ta khi gì? Nhân danh Chúa tên Jesus Christ. Vì danh đó là danh có uy quyền. À, chúng ta sẽ xem Philip đoạn 2. Danh này là danh trên hết mọi danh. Thế thì cái điều này chính Phaolô cũng nhắc lại ở trong cái Ê-sai 45 câu 23 để cho chúng ta thấy. Philip đoạn 2, chúng ta phải hạ mình xuống để cầu xin Chúa và phải cầu nguyện thôi. Thế thì ngay như hồi tối trước khi tôi đi ngủ thì tôi cầu xin Chúa là xin Chúa khải thị cho con, đây là con phải làm cái điều gì trong những ngày sắp tới này, trong những ngày ở đây để con biết. Đấy, chứ con không biết được ý chỉ của Chúa thì cầu xin cái là Chúa cho ngay cái khải thị liền thôi. Cứ cầu xin là Chúa cho khải thị, cầu xin là Chúa cho khải thị để mình biết. Nhưng mà mình lại không cầu xin Chúa là để cho con hiểu được cái khải thị nữa. Đấy, cũng thiếu. Cầu xin cho khải thị thì Chúa cho, nhưng mà không cầu xin Chúa cho giải cái khải thị đó là cái gì đó. Nó là cũng là một cái thiếu cả trong cái sự cầu xin. Thế thì để biết rằng Chúa luôn nhận lời cầu xin của chúng ta. Nếu như chúng ta biết cầu xin Ngài, biết cầu xin Ngài, Ngài sẽ khải thị thôi. Không có cái gì khó cả. Đó. Thế thì để rồi cho chúng ta thấy là chúng ta phải nhân danh Chúa Giêsu để cầu xin. Tại vì làm sao? Chúng ta sẽ đọc từ câu 8 đến câu 11. Ngài Philip đoạn 2 từ câu 8 đến câu 11 chúng ta sẽ đọc. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Amen. Thế thì ở đây chúng ta thấy là vì Chúa Giêsu đã tự bỏ mình đi, đúng không ạ? Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, tức là Ngài là chính là Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài bỏ cái địa vị là Đức Chúa Trời để xuống lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi của chúng ta, rồi chịu chết trên cây thập tự, đúng không ạ? Đổ huyết ra. Nhưng mà rồi thì Ngài được ban cho một danh trên hết mọi danh. Đấy. Được đưa lên cao và ban cho một danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối ở trên trời, thấy không? Ở dưới đất và bên dưới đất là dưới ông phủ thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều phải xưng Chúa Giêsu là xưng Giêsu Christ là Chúa. Thế thì đây là cái điều mà chúng ta xem ở trong Ê-sai 45 câu 23 là chính cái điều này là gì? Là danh của Đức Giê-hô-va. Và để chúng ta thấy được rằng chỉ có một Chúa mà thôi. Thế thì cái điều này coi như là cũng nói với lại cô Cúc ấy, thì cô nói là ở cái nhóm của ông Bình thì không nói ba ngôi Đức Chúa Trời, nhưng mà nói có hai là có Cha và có Con. Là có Cha có Con. Thế nhưng mà vào đây chúng ta xem coi cứu ước đã nói trước là Ê-sai 45 câu 22-23 câu 23 45 Ê-sai 45 câu 22-23. Chỉ có một mình Chúa là cứu Chúa thôi, đâu có nhiều, không có nhiều cứu Chúa đâu. Và đây là điều mà coi như là Phaolô chép lại ở trong Philip đoạn 2 câu 7. Để chúng ta hiểu Chúa không phải như cách loài người
là cha với con là hai cái thể khác nhau, hai cái thân khác nhau. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là sao? Các ngươi thấy ta, tức là thấy thấy cha. À, thế thì như Philip mới hỏi bảo là ôi, xin chỉ cha cho chúng tôi là đủ rồi. Chúa bảo các ngươi thấy ta, tức là thấy cha, sao lại còn đòi hỏi con nhà chỉ cha cho các ngươi làm sao? À, chúng ta sẽ đọc câu 22 và 23 Ê-sai 45. Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đồng cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta đã chỉ mình mà thề, lời công bình ra từ miệng ta sẽ chẳng hề trở lại. Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, mọi lưỡi sẽ chỉ ta mà thề. Đó, thế thì mọi đầu gối phải quỳ trước Ngài, mà đây là Ê-sai đang nói là ai phán? Đức Giê-hô-va. Các người sẽ nhìn xem ta và được cứu. Chỉ cần nhìn xem Chúa thôi, đâu có phải làm gì không ạ? Không phải làm gì, nhìn xem Chúa và tin Ngài thế được cứu, đúng không ạ? Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Thế thì để chúng ta thấy là cựu ước với tân ước nó là một, nó có cái sự mắc xích với nhau. Vậy vậy cho nên là cái danh của Chúa Giêsu Christ là chính là danh của Giê-hô-va của cựu ước. Để rồi chúng ta thấy là danh này là danh trên hết mọi danh. Chúa đã ban cho chúng ta cái danh đó, và chỉ có danh này mới cứu được chúng ta mà thôi. Thì chúng ta phải nhân danh Chúa Giêsu Christ để cầu xin. Không có cái điều gì chúng ta cầu xin mà không nhân danh Ngài, phải nhân danh Ngài cầu xin thì Chúa mới để nhận lời, đúng không ạ? Thế thì chúng ta phải cầu xin. Chúng ta sẽ mở trong công vụ đoạn 4 từ câu 10 đến câu 12 để chúng ta biết được cái điều này. À, học về danh của Chúa Giêsu Christ là danh của Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta biết rằng đó chính là hôm qua ngày nay chuyến đời 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 không hề thay đổi, là danh trên hết mọi danh đó. Danh cha cũng là danh con, à, cũng là danh Thánh Linh, để rồi chúng ta biết và chúng ta cầu xin trong danh của Ngài. Công vụ các sứ đồ câu 8 mở sau tin lành giang ấy. Đoạn 4 câu 10 đến câu 12. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 10 đến câu 12 chúng ta cùng đọc. Thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giêsu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chỉ duy nhất là danh của Giêsu Christ, nhờ đó mà chúng ta được cứu. Danh này danh trên hết mọi danh, đúng không? Thế còn có cứu Chúa nào khác không ngoài Chúa Giêsu Christ không? Đấy, cứu ước vừa rồi chúng ta nói ở trong Ê-sai 45 câu 22, các ngươi sẽ nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có một cái đấng nào khác, không có đấng nào khác. Mọi đồ gối phải quỳ xuống trước mặt ta, đó là Đức Giê-hô-va phán. Và đây thì trong công vụ các sứ đồ, Phi-rơ được Thánh Linh Chúa cảm động và khải thị thì cũng nói cái điều này, đúng không ạ? Chỉ có nhân danh Chúa Giê-su Christ mà cái người què đó được lành, nhân danh Chúa Giê-su Christ mà người đó được cứu. Và ông ta nói, à, Phi-rơ nói là chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Thế thì cô cố cũng thắc mắc là thế thì cái công Matthew 28 câu 19 ấy, là làm báp têm coi như là nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh thì là sao? Coi như là cô hả? Tôi cũng thắc mắc. Thế thì vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta truyền cho các ngươi. Và này ta thường ở với các ngươi luôn đến tận thế. Thế thì bây giờ
nhân danh, thế là chúng ta đọc ở trong này thì chú biết là nhân một cái tên của cha, của con và của Đức Thánh, Thánh Linh, chỉ có một cái tên thôi. Chứ còn nếu mà nói là ba tên ấy, thì phải nói là nhân các danh, đúng không ạ? Nhân các danh, nhưng mà đây chỉ có một cái tên thôi, của cha, của con và của Đức Thánh, Thánh Linh. Thế thì danh của cha là gì? Thế tôi mới hỏi hỏi cô Cúc, và thế giờ cô biết danh của cha là gì? Đây chúng ta sẽ mở Tin Lành Giăng đoạn 17, câu 11, 12. À, chúng ta ôn lại thôi. Thì chúng ta biết danh của cha, đây là danh của cha, chính là danh của con. Danh của cha chính là danh của con. Để chúng ta thấy được rằng chúng ta không lẫn lộn, đúng không ạ? Danh của cha tức là danh của con. Danh của con cũng là danh của cha. Chúng ta xem câu 11 và câu 12, chúng ta cùng đọc. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian và con về cùng cha. Lạy cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp là một như chúng ta vậy. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm. Thế thì danh của cha là gì? Là danh của con. Giêsu danh mà ai ai ban cho, ai ai đặt tên cho Giêsu, ai đặt tên cho, là Đức Giê-hô-va đặt tên, đúng không ạ? Thiên sứ báo cho, coi như là trong Tin Lành Ma-thi-ơ đó, đoạn 1 đó, thì chúng ta thấy là coi như là Đức Thánh Linh nói với Joseph là người có nghĩa muốn không muốn coi như là mang tiếng xấu cho coi như là Marie, thì đang tính là bỏ bà một cách kín dấu, thì coi như là thiên sứ của Chúa đến, đúng không? Thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai nó là bởi Đức Thánh, Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là gì? Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Đó. Thế để cho chúng ta thấy được rằng danh Giêsu này không phải ông Joseph đặt tự đặt đâu, mà chính là gì? Thiên sứ của Chúa đến mách bảo cho ông phải đặt cái tên này. Cái danh này mới là danh cứu dân ra khỏi tội. Thế thì chúng ta phải nhân danh Chúa cầu xin. Đấy. Vì danh này là danh trên hết mọi danh. Và nếu như chúng ta nghiên cứu ở trong Kinh Thánh thì chúng ta biết là chữ Giêsu theo tiếng Hy Lạp và tiếng Hebrew nó là Joshua. Joshua hay là tiếng Hebrew thì là Joshua, và chính Joshua tức là gì? Giê-hô-va cứu. Đây là danh của Giêsu. Đấy. Giêsu là đấng cứu thuộc, đấng cứu thế, là Giê-hô-va cứu đó. Còn chữ Christ tức là đấng được sức giàu để làm vua, tức là cứu Chúa và vua của các vua, Chúa của các vua, là Giêsu Christ. Thì chỉ có danh này chúng ta mới được cứu, và nhờ danh này chúng ta cầu xin bất cứ điều gì thì Ngài mới làm cho, và chúng ta phải nhân danh Ngài. Và chỉ có một danh này thôi. Chúng ta cũng xem Sa-cha-ri đoạn 14 câu 9. Thì trong cái thời kỳ cuối cùng này chỉ có một Đức Giê-hô-va, chỉ có một, và danh Ngài cũng chỉ có một, là Giêsu Christ. Để chúng ta khẳng định cái điều này mà chúng ta phải nhân danh Ngài cầu xin, thì Ngài sẽ làm cho. Sa-cha-ri chương 14 câu 9. Chúng ta mở lên trên chúng ta cùng đọc. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một. Thế thì Phi-e-rơ nói là dưới trời này còn cái danh nào khác để ban cho loài người để nhờ đó chúng ta được cứu ngoài Giê-su Christ? Thì đây cũng là chính là danh của Giê-hô-va. Đúng rồi. Amen. Cảm ơn Chúa. Thế thì chúng ta phải nhân danh Ngài.
vì danh này mới tha tội cho chúng ta và danh này mới ban cho chúng ta. Như ở công vụ đoạn 2 câu 38 thì khi mà Phi-e-rơ giảng thì các môn đồ những người Do Thái lúc ấy bị cảm động, mới hỏi là tất nhiên chúng tôi phải làm chi để được cứu. Thì Phi-e-rơ trả lời rằng hãy hối cải, ai đấy phải nhân danh Chúa Giê-xu Christ chịu báp têm để được gì? Tha tội mình, rồi sẽ được ban cho Đức Thánh Linh. Đó là danh của Chúa Giê-xu tha tội. Rồi trong công vụ đoạn 10 câu 43 thì Phi-e-rơ cũng giảng cái điều này. Đấy, chúng ta mở công vụ đoạn 10 câu 43 thì chúng ta thấy công vụ đoạn 10 câu 43 nhờ danh Ngài mà sự tha tội được ban cho. Danh này là danh có quyền tha tội, danh này là danh có quyền đuổi quỷ, danh này là danh có quyền làm phép lạ, có quyền năng để thực hiện phép lạ. Và danh này chúng ta cầu xin thì mới được. Còn nếu mà chúng ta cầu xin nhân danh ta thì làm sao? Nhân danh của mình thì làm sao? Không bao giờ, đúng không? Thế thì Chúa, Đức Chúa Trời chỉ nhận lời cầu xin của chúng ta khi chúng ta hiểu rõ về danh của Ngài, danh của quyền cứu chuộc. Chúng ta sẽ đọc công vụ đoạn 10 câu 43. Công vụ đoạn 10 câu 43 chúng ta cùng đọc. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng thế ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Amen. Tất cả các đấng tiên tri, hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng về Ngài rằng thế ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh của Ngài. Amen. Đó. Và chúng ta mở thư thứ nhất ra. Thư thứ nhất Giăng đoạn 2 câu 12 để chúng ta nắm chắc cái điều này và chúng ta bám vào đó và chúng ta cầu xin Ngài vì danh này là danh trên hết mọi danh, danh này có quyền tha tội cho chúng ta và danh này mới có quyền đuổi quỷ và có quyền có năng quyền để chữa lành. Chỉ có danh của Ngài là Giê-xu Christ. Amen. Để rồi chúng ta thấy thư thứ nhất Giăng đoạn 2 câu 12 chúng ta cùng đọc. Hỡi các con cái bé mọn ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Amen. Thế thì tội lỗi của chúng ta khi chúng ta tin danh Chúa Giêsu Christ thì nhờ danh đó mà tội lỗi chúng ta được tha. Chúng ta báp têm trong danh Chúa Giêsu Christ để danh đó thì tha tội cho chúng ta. Và chúng ta được nhận lãnh Đức Thánh Linh cũng nhờ danh Giê-xu Christ. Rồi nhờ danh của Ngài chúng ta đuổi quỷ và làm các phép lạ như ở trong Mát đoạn 16 câu 17 và câu 18. Chúng ta thấy nhờ danh Ngài mà chúng ta có quyền đuổi quỷ, làm phép lạ. Tin lành Mát đoạn 16 câu 17-18. Cho nên là chúng ta thấy là danh của Chúa là danh uy quyền, nhưng mà lời của Ngài còn được tôn cao hơn cả danh thi của Ngài nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta cầu xin nhân danh Ngài cầu xin thì Ngài nói cho chúng ta biết là tại sao mà chúng ta lại phải nhân danh Ngài, vì danh này là danh trên hết mọi danh, danh có uy quyền, danh này mới là danh để chúng ta nhờ đó mà làm phép lạ. Chúng ta đọc câu 17 và câu 18, Mát đoạn 16 câu 17 câu 18. Vậy những kẻ tin sẽ được các số lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Thế là tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Amen. Thế thì nhân danh Ngài chúng ta sẽ đuổi quỷ. Chúng ta phải tin cái đó, phải nhận vào lòng thì chúng ta mới thực hành được. Còn nếu như chúng ta không tin, chúng ta cứ nhân danh Chúa giống như là bảy con trai của thầy cả Siva trong công vụ coi như là đoạn 19 ấy, thì chúng ta thấy là bảy con trai của Siva
nhân danh Chúa Giêsu, mà vì không tin, vì những người này là không tin, đúng không? Chúng ta sẽ mở Công Vụ đoạn 19 từ câu 13. Công Vụ đoạn 19 từ câu 13 thì chúng ta sẽ thấy đây là những kẻ không tin danh của Ngài, không tin Ngài, nhưng mà để mượn danh của Ngài để đuổi quỷ. Nhưng mà cuối cùng có được không ạ? Không, ma quỷ nó đâu có sợ, nó biết ai tin, ai tin danh Ngài và ai không tin, đúng không? Chứ không vớ vẩn được. Mình không tin mà mình coi như là mượn danh là ma quỷ nó không sợ đâu, nó chả có ra. Nhưng mà mình tin Chúa cho có uy quyền, đúng không? Trong danh của Ngài. Đọc chết. Chúng ta sẽ đọc từ câu 13 đến câu 17 thì chúng ta biết. Công Vụ đoạn 19 từ câu 13 đến câu 17. Bây giờ có mấy thầy chư quỷ là người Giu-đa đi từ nơi này sang chỗ kia mà kêu danh Đức Chúa Giêsu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng: ta nhân danh Đức Chúa Giêsu này là đấng mà Phao-lô giả để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-ba, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Xong quỷ dữ đáp lại rằng: ta biết Đức Chúa Giêsu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải chân chuồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà. Và người Giu-đa và người Gờ-rét nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Giêsu được tôn trọng. Amen. Thế danh Chúa đâu phải chuyện đùa đâu, đâu phải là mượn danh Chúa mà không tin mà mượn danh Chúa mà đuổi quỷ đâu. Thế cho nên là chúng ta không có năng quyền bởi vì chúng ta không tin, đúng không ạ? Chúng ta không tin, không tôn cao danh Ngài, không tin biết. Cho nên là nhiều khi chúng ta làm thiếu cái sự hiểu biết, thiếu sự hiểu biết thì cái điều đó không tốt. Vậy thì chúng ta làm bất cứ điều gì cũng phải gì nhân danh Chúa Giêsu Christ mà làm. Chúng ta sẽ mở coi như là Côlôse đoạn 3 câu 17. Chỉ có nhân danh Ngài, vì danh này chúng ta cầu xin, nhân danh Chúa chúng ta làm mọi việc, nhân danh Chúa chúng ta nói, nhân danh Chúa chúng ta làm, đó là điều mà Chúa muốn. Cho nên là danh của Chúa phải được tôn cao, thì lúc đó thì cái quyền năng của Chúa sẽ đổ xuống, vì danh uy quyền này nó phải thực hiện đúng theo cái điều mà Ngài mặc khải trong Kinh Thánh này. Amen. Chúng ta phải tin, phải xác quyết, phải nhân danh Chúa. Chúng ta phải hiểu biết ở trong cái việc chúng ta sử dụng danh Ngài, để rồi sao? Để Ngài được vinh hiển, không phải con người chúng ta, nhưng mà danh Jesus Christ sẽ được tôn trọng và tôn cao. Chúng ta sẽ đọc: mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà ta ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta nói hay làm cũng phải gì? Nhân danh Chúa Giêsu Christ mà. Đấy. Thế thì chúng ta cầu xin điều gì cũng phải nhân danh Ngài. Chúng ta đuổi quỷ cũng phải nhân danh Ngài. Chúng ta để làm phép lạ cũng phải nhân danh Ngài. Chúng ta nói điều gì cũng phải nhân danh Ngài. Amen. Thì ma quỷ, khi chúng ta hiểu biết, chúng ta tin thì danh này có quyền tha tội, danh này có quyền cứu chuộc, và danh này có quyền chữa lành, danh này có quyền trên mọi sự, thì để chúng ta thêm danh Chúa được tôn cao, và như vậy chúng ta không kêu bạn. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cho chúng ta hiểu biết, để rồi chúng ta cầu xin Ngài sẽ khải thị, cũng như Ngài giúp cho chúng ta biết và yêu Ngài. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho bài kiến của Ngài.